chợ Nga với phóng viên Công Phán phần sau, bởi vì ngay lúc này anh cũng đang chuẩn bị để chia sẻ quý vị và các bạn những thông tin về thể thao. Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, như vậy là sau gần 3 tháng tạm nghỉ vì dịch Covid-19, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 sẽ trở lại vào cuối tuần này với 3 trận đấu và loạt trận diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Tại trận lửa La Trai thì đội chủ nhà Hải Phòng đón tiếp đương kim Á quân là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League sau 2 vòng đấu. Mặc dù đã sớm dừng bước ở cúp quốc gia, nhưng sự khởi đầu ấn tượng ở mùa giải này qua 2 vòng đấu đầu tiên của đội bóng đất cảng khi một thắng một hòa khiến cho mọi đối thủ dù là những cầu viên vô địch đều phải hết sức cẩn trọng. Về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng này đã vốn có thực lực nay còn mạnh mẽ hơn với những sự bổ sung chất lượng nên xét một cách toàn diện đây vẫn sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với đội chủ nhà. Một trận đấu khác đó là tại sân vận động Thiên Trường chắc chắn là lại rất sôi động khi mà Nam Định tiếp đón câu lạc bộ Viettel. Nếu như đội khách mùa này được đánh giá là hàng ngũ ứng cử viên cho top 3 thì đội bóng Thành Nam cũng ngày càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Diễn biến hai trận đấu cúp quốc gia vừa qua cho thấy các cầu thủ Nam Định đã có sự chuẩn bị rất tốt, đặc biệt về thể lực trong thời gian nghỉ Covid-19 và họ sẽ chẳng ngán ngại đối thủ nào, nhất là khi có lợi thế trên sân nhà. Trong khi đó, tại sân vận động Thống Nhất, câu lạc bộ Sài Gòn có cuộc tiếp đón BKMX Bình Dương với sự quyết tâm chứng minh cú sải chân ở cúp quốc gia chỉ là một tai nạn và họ hoàn toàn có thể lặp lại một kết quả thuận lợi như đã từng thực hiện trên sân Quà Xuân ở vòng đấu thứ hai V-League cách đây gần 3 tháng. Trong khi đó thì đối với câu lạc bộ Bình Dương vốn chẳng hề ngán ngại đối thủ khi được đánh giá là có thực lực không hề thua kém. Nhưng ở trận đấu này họ sẽ thiếu vắng sự phục vụ cỡ chân sút số 1 đó là Tiến Linh sau chấn thương tại cúp quốc gia nên sức công phá của đội khách cũng sẽ suy giảm đi đáng kể và các trận đấu này sẽ được diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, mới đây thì các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang cân nhắc đơn giản hóa hình thức tổ chức Olympic Tokyo dự kiến diễn ra vào năm 2021 như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Theo nguồn tin thì những thay đổi bao gồm giảm số lượng khán giả và thu nhỏ quy mô các buổi lễ khai mạc cũng như bế mạc của cả Olympic và Paralympic. Các dịch vụ y tế bao gồm xét nghiệm cho các vận động viên, nhân viên khán giả và hạn chế đi ra khỏi làng thể thao cũng có thể được thực hiện như biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan. Các nguồn tin cho rằng ban tổ chức Olympic Tokyo và Ủy ban Olympic Quốc tế đã thảo luận về việc sửa đổi kế hoạch tổ chức nhằm giảm chi phí cũng như thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo thời điểm mới được nhất trí thì Olympic Tokyo sẽ được diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021. Sau đó là Paralympic diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể khiến cho ban tổ chức AFF Cup thay đổi thể thức thi đấu. Cụ thể hiện nay thì AFF Cup đang diễn ra theo thể thức mới như năm 2018 với các trận đấu được tổ chức trên sân nhà và sân khách của mỗi đội. Cả vòng bảng lẫn bán kết và chung kết các đội đều phải phân lịch thi đấu sân nhà và sân khách một cách công bằng. Việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thông báo giải vẫn diễn ra như đúng kế hoạch từ ngày 23 tháng 11 đến 31 tháng 12. Cộng thêm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho những nhà tổ chức đã nghĩ đến việc thay đổi thể thức. Theo đó, giải có thể chuyển về thể thức cũ với hai quốc gia đăng cai mỗi bảng. Khi đó, 5 đội sẽ đá tập trung một bảng, chọn ra hai đội dẫn đầu vào vòng bán kết đá theo thể thức sân nhà và sân khách. Hoặc một phương án nữa là chỉ tổ chức tại một quốc gia, giải sẽ đá trọn vẹn từ vòng bảng đến trận đấu chung kết để tìm ra nhà vô địch. Nếu đá theo phương thức cũ, các đội bóng sẽ hưởng lợi khi không phải di chuyển quá nhiều, tiết kiệm được sức lực cho các cầu thủ. Đây sẽ là cơ hội tốt cho Việt Nam nếu ban tổ chức quyết định tổ chức giải tại một quốc gia. Việt Nam đang là một trong ít số quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, nên sẽ là ứng cử viên tiềm năng nhất để đăng cai giải đấu một cách an toàn. Mới đây sau cuộc họp trực tuyến với các quan chức Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã xác nhận các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ quay trở lại vào tháng 10. Cụ thể, AFC sau khi phối hợp với FIFA đã quyết định hoàn thành vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực vào tháng 10 và tháng 11. Các lượt trận dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 và 13 tháng 10, sau đó tiếp tục vào ngày 12 và 17 tháng 11. Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận cùng với thành tích bất bại, hơn 2 điểm so với Malaysia và hơn Thái Lan 3 điểm và đang có lợi thế lớn trong việc giành vé cho vòng loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Lúc này thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đang tích cực di hành trên các sân cỏ cả nước để tìm kiếm thêm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai giải đấu quốc tế cuối năm nay.
Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân lần đầu tiên từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 một tuần và lần hai từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 hai tuần để chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng đó là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đang khuyến khích Premier League và bóng đá ngoại hạng Anh tạm thời áp dụng luật thay người mới và loại bỏ công nghệ VAR như một phần của dự án tái khởi động. Về vấn đề tạm dừng sử dụng công nghệ VAR, Premier League đang có nhiều ý kiến trái chiều. FIFA khuyến khích dừng công nghệ này ở phần cuối mùa giải nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả cộng đồng. Khi mà Liên đoàn bóng đá thế giới lo ngại các trọng tài ngồi gần nhau và thảo luận trong phòng công nghệ dễ dẫn đến lây lan virus. Hơn nữa nhóm này chưa có phương án cách ly hoàn chỉnh. Và trong dự thảo mới nhất về quy định khi các trận đấu trở lại vào ngày 17 tháng 6 của giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Daily Mail tiết lộ ban tổ chức đã quyết định vẫn sử dụng công nghệ VAR một cách bình thường. Theo tiết lộ của Daily Mail thì các nhân viên của VAR sẽ được làm việc tại một phòng riêng biệt trong khi các trận đấu đang diễn ra. Hiện nhiều đội bóng đã có sẵn phòng công nghệ VAR tại các sân vận động, nhưng với các đội bóng không có phòng VAR, ban tổ chức có thể bố trí một xe tải ở ngay ngoài sân với các trang thiết bị đặc biệt để làm nhiệm vụ. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.